Xin chào các bạn, tôi tên là Chiêu. Hiện nay tôi đang là CEO của công ty du lịch Chiêu Tour. Vâng, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một bí quyết đặc biệt khi chúng ta kinh doanh, chúng ta chốt đơn hàng và chúng ta nhập khách hàng. Vâng, ai có bí quyết đó hãy đến với tôi và bây giờ chúng ta sẽ biết được chia sẻ đó. Vâng, ở trong cuộc sống chúng ta hàng ngày hiện nay vẫn là kinh tế phát triển của đất nước chúng ta. Và vô số những cái ngành nghề khác nhau, và tất cả tôi nghĩ rằng anh chị chúng ta cũng đang kinh doanh giống như tôi đây, và chắc chắn vào những ngày gặp khách hàng, chắc chắn anh chị chúng ta sẽ ăn nhậu tỉnh ra với những khách hàng đó. Tuy nhiên tôi nói cho anh chị biết là tôi đã là có kinh nghiệm xương máu, nếu mà ta ăn nhậu mà chúng ta không làm chủ được mình thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề, đó là hợp đồng chúng ta sẽ bị rớt và chúng ta sẽ bị để ngay hợp đồng trong những bữa ăn nhậu đó. Đó, vâng, bây giờ tôi xin chia sẻ các bạn. Tôi đã làm kinh doanh được gần 10 năm rồi. Tuy nhiên tôi đã gặp rất nhiều những cái chầu ăn nhậu khác nhau. Thì sau khoảng gần 2 năm nay tôi mới gọi là kết luận một điều, nhậu với khách hàng chúng ta phải hết sức, gọi là hết sức bình tĩnh, và chúng ta phát ngôn hết sức là gọi là tiết kiệm lời. Và để những cái điều đó chúng ta được gọi là làm được thì chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất, một khách hàng của mình đang ngồi đối diện với mình là lúc nào cũng uống bia, những cái gọi là năm năm đầu tiên thì cũng làm 1, 2, 3 vô bình thường, đúng không ạ? Ôi anh chị mình thấy là khách hàng lúc đó năm năm của mình ngồi vô tư, mình vô tư, và chúng ta hãy lưu ý là hãy cho những cô nhân viên nhà hàng, những cô phục vụ quán nhà hàng của chúng ta làm sao đưa chúng ta một chén nước suối lạnh. Và mỗi lần khách hàng của chúng ta mời ta uống bia, chúng ta uống luôn, uống xong chúng ta rót nước vào, và tất cả sau năm lon đó trở đi thì chúng ta đã thấy rằng là ngoài bia chúng ta đang còn có nước lọc ở bên cạnh, và nước lọc đó sẽ làm cho chúng ta sẽ gọi là hơn khách hàng chúng ta về cái độ nhậu bia của mình. Bởi vì chúng ta cho rằng rằng giữa bia và nước lọc là hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Và chính vì đó trong khoảng 10 năm trở lại đây tôi đã làm một cái điều, đó là tôi uống bia mà có nước lọc ở bên cạnh, và tôi đã làm lĩnh chủ đề, cũng là chủ của cái bữa ăn nhậu đó, và rất nhiều hợp đồng đến với tôi mà không bị rò gì. Đó là một cái kinh nghiệm nhỏ muốn gửi đến cho tất cả những ai bắt đầu kinh doanh, bắt đầu vào kinh doanh giống như tôi. Và xin chào tất cả bạn, chúc cho các bạn một ngày thành công trong bài học thứ 6 của thầy Phạm Thanh Lao. Yeah.